Chúng ta đã đến với bóng đá trẻ, giải lặn trẻ quốc gia và bây giờ sẽ là một câu chuyện liên quan tới bóng chuyền trẻ. Khi nói tới bóng chuyền thì chúng ta vẫn nghĩ tới những vận động viên có chiều cao tốt với những pha tấn công đẹp mắt trên lưới. Nhưng trong bóng chuyền còn có một vị trí đó là libero mà đôi khi thì chiều cao khiêm tốn lại mang tới những lợi thế nhất định cho những cầu thủ theo đuổi vị trí này. Và ngày hôm nay thì bản tin xin được giới thiệu với quý vị khán giả một libero có chiều cao khiêm tốn chỉ là 1m56 nhưng đang là gương mặt đầy triển vọng của đội tuyển bóng chuyền nữ U19 quốc gia, đó là Nguyễn Khánh Đang. Với chiều cao 1m56, Nguyễn Khánh Đang cùng vận động viên Das Anania của U19 Ấn Độ chính là hai vận động viên có chiều cao khiêm tốn nhất tại giải vô địch bóng chuyền U19 nữ châu Á năm 2018. Dù U19 Việt Nam mang đến giải hai libero, thế nhưng libero Đàm Thùy Linh lại bị chấn thương lật cổ chân ngay trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển U19 nữ Thái Lan và không thể ra sân trong phần còn lại của giải. Chính vì vậy, trọng trách đặt lên vai của Khánh Đang càng lớn hơn. Đã có thời điểm ở vòng bảng, phần do tâm lý, phần vì phải đối mặt với các đối thủ hàng đầu châu lục như đội tuyển U19 Nhật Bản hay U19 Trung Quốc, Khánh Đang liên tục đỡ bước một và cứu bóng không thành công. Tuy nhiên, càng thi đấu, vận động viên sinh năm 2000 này càng cho thấy sự chín chắn và trưởng thành, góp phần không nhỏ vào thành công của đoàn đội khi đặt hạng 6 chung cuộc. Thật sự là em Khánh Đang cũng đã làm hết khả năng của em ý. Tại vì là cái giải này chúng tôi rất là bất lợi là vì ngay cái trận đấu đầu tiên là đã có trận đấu đã là một libero đã bị chấn thương. Cho nên cái sự san sẻ đối với em Khánh Đang là hầu như là không có, nên rất là bị áp lực. Vừa phải chuyền một, vừa phải phòng thủ thì cái áp lực của em rất là lớn, nên là em đã cố gắng. Tới đây, từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Bắc Cạn, Khánh Đang sẽ thi đấu trong áo của câu lạc bộ VTB Bình Điền Long An tại giải vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc. Tiếp ngay sau đó sẽ là giải bóng chuyền nữ quốc tế VTB Cup diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 8. Hai giải đấu là hai cơ hội để Khánh Đang tiếp tục chứng tỏ khả năng của bản thân trước những người yêu thích bóng chuyền Việt Nam.